Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của TechSpace Việt Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với số thứ 5 trong chuyên mục soi gear. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tuyển thủ mà hiện nay ở trong các mạng xã hội đang thấy có rất là nhiều meme về một cái chiếc bàn bị thủng rất là ác. Khi mà mình nói đến chiếc bàn bị thủng thì các bạn đã biết đến là player nào rồi. Đó chính là Nico của đội tuyển G2 eSports. Nói đến Nico thì chúng ta đã không còn quá xa lạ nữa rồi. Nico thì luôn luôn là một trong những tay tăng cơ, phải nói là top đầu ở trong thế giới CS. Kể cả trước đây là CSGO hay bây giờ là CS2 thì Nico vẫn có cho mình những cái tình huống bắn và xử lý rất là kinh khủng. Chúng ta sẽ thường biết đến với Nico khi mà anh ta đã thay đổi cái phong cách bắn ở thời gian gần đây là chỉ từ những cái tình huống táp 1-2 viên ở tầm xa mà thôi. Tuy nhiên thì để nói về độ chính xác ấy, thì nó rất là cao, và để thực hiện cho mình được những cái tình huống on tap hay là flick như thế thì Nico đã sử dụng cho mình con Razer Viper V3 Pro phiên bản limited bị dính máu. Đúng rồi đấy, cái vấn đề xảy ra nhưng mà chúng ta thấy tình huống đập bàn rất là mạnh của Nico, bàn thì nứt vỡ, còn chuột thì nó đã dính máu của Nico rồi. Tuy nhiên thì với cái con Razer Viper V3 Pro này, mình vẫn phải nói lại đây là một trong những con chuột hiệu năng cao đang được rất nhiều pro tin dùng, và cái tỷ lệ phần trăm không chỉ là ở tựa game CS mà còn là cả tựa game Valorant nữa, thì cái con Viper V3 Pro này hiện tại thì nó đang rất là mạnh. Có những cái đội tuyển chẳng hạn như là của Navi với JL thì mặc dù là được tài trợ bởi Logitech nhưng mà JL cũng sử dụng con Viper V3 Pro, và Nico thì cũng thế. Nên là chúng ta có thể thấy được cái độ ngon và cái gọi là những cái công nghệ của con Viper V3 Pro này được áp dụng. Để so sánh con này với con Super Light 2 thì hiện tại mình thấy là con Super Light 2 nó không hề có cửa một chút nào đâu. Logitech thì bây giờ cũng mới cho ra một con Super Light 2 Dex, và mình cũng sẽ xem là liệu cái con này thì nó là phong công thế học thì nó sẽ so sánh như nào so với cả là một con công thế học khác của Razer là con DA. Thì trong một cái video sắp tới mình cũng sẽ làm một cái bài đánh giá review và chi tiết. Rồi, và tiếp theo về phần mặt phím thì sao? Nico không như nhiều player khác, anh ta đang sử dụng cho mình con Wooting 60Hi+ đã được full mode rồi. Với con Wooting 60Hi+ này thì các bạn có thể theo dõi cái bài đánh giá rất chi tiết của mình khoảng tầm 1-2 tháng trước đây về những cái công nghệ này, về tính năng của con Wooting này, thì nó vẫn là một trong những cái con bàn phím tốt nhất thế giới dành cho gaming mà các bạn có thể tìm được. Tuy nhiên thì như mình đã chia sẻ ở nhiều video thì cái tính năng Rapid Trigger này được áp dụng cho cái tựa game CS nó không đem lại quá nhiều sự khác biệt giống như là những cái tựa game mà nặng về tính năng này, chẳng hạn như là Valorant này, như là Apex, hay đặc biệt là một tựa game Rhythm là Osu. Còn cái tựa game CS thì nhìn chung là các cái phím HE bây giờ nó được update cái tính năng Snap Tap, cũng là một trong những cái khá là hack game ở trong cái tựa game này. Tuy nhiên thì cái Snap Tap áp dụng trên Wooting và nhiều phím khác thì nó đã bị ban bởi Valve rồi, bây giờ các bạn không thể dùng được nữa. Vậy nên là mình nghĩ nếu các bạn muốn sử dụng một con phím với công nghệ cao như là Nico với con Wooting 60 hay là sắp tới là 80 thì các bạn cứ lựa chọn Wooting dành cho mọi tựa game, tức là game nào thì cũng chát tốt được. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng cho mình một con phím cơ này, quang cơ, nó đều ok cả. Rồi, và tiếp theo về phần lót chuột thì sao? Nico thì ngày trước sử dụng cái con QCK Heavy, nhưng mà trong khoảng tầm 1 năm nay thì Nico sử dụng cho mình chiếc Artisan Zero tới từ Nhật Bản. Về cái thương hiệu Artisan ấy, thì đây luôn là một trong những cái mẫu lót chuột đắt nhất thế giới khi mà chúng ta không xét đến những cái bản collab hay những cái bản kỷ niệm gì cả, mà chúng ta chỉ xét đến thuần là một chiếc lót chuột bằng vải thôi. Nhưng mà giá của nó sẽ luôn luôn loanh quanh khoảng tầm từ 2 triệu. Mình nhớ là có một thời gian Artisan ở Việt Nam được bán với giá khoảng gần 3 triệu đồng cơ. Giá nó rất là kinh đấy. Cái Artisan này bây giờ đã được hạ nhiệt ở Việt Nam rồi, và các bạn có thể tìm được rất nhiều phiên bản như Artisan Zero này, Hien này và Osu. Bây giờ thì Artisan mới cho ra mắt một cái con mới, đó chính là Type 99. Về cái vật hiệu năng so với cả một con Zero của một con Type 99 thì con đời mới nó sẽ là một con về dạng control và về mặt mịn hơn. Tuy nhiên thì mình nghĩ là Nico thích một cái con lót chuột theo dạng là mid control này, nó vẫn phải có một chút texture để cho lại một cái độ glide và stopping power là ổn định. Vậy nên là Nico mới sử dụng cho mình cái con Artisan Zero. Tiếp theo về phần tai nghe thì sao? Như mình theo dõi thì Nico có sử dụng cho mình là con KZ ZS10 Pro. Về cái thương hiệu KZ này thì nó đã không còn xa lạ với những bạn mà hay chơi tai nghe IEM ở Việt Nam nữa rồi. Về cái con ZS10 Pro mà Nico đang sử dụng thì đây là một tai nghe mình cũng đã được trải nghiệm qua rồi, và cái trải nghiệm âm thanh của con này nói chung về mặt chơi game này
Về mặt nghe footstep thì rất là ok, nhưng mà bị một cái của con tai nghe này là cái phần tải trep của nó làm khá là cao. Nhưng mà những bạn nào mình nghĩ mới trải nghiệm qua những cái dòng IEM lần đầu ấy, sẽ thấy là con này cái phần giải cao, phần high mid nó sẽ nghe hơi chói và nó sẽ kiểu không được dễ nghe, nó kiểu không được long lanh cho lắm ấy. Nên là nếu như các bạn có một cái bộ DAC này để sử dụng thì chúng ta nên EQ lại một chút, chỉnh cái phần giải cao xuống thấp hơn thì nghe nó sẽ ok hơn. Và để cắm cái con ZS10 Pro này thì Nico cũng đã sử dụng cho mình cái con sao cạc là con GSX 1000 Gen 2. Cái con Gen 2 của Nico sử dụng và con Gen 1 mà Moisy đang dùng ấy, về bản chất thì nó chỉ thay đổi về cái màu sắc thôi và về cái bitrate âm thanh. Mình thấy khá lạ khi mà cái bitrate âm thanh của con GSX 1000 Gen 2 bây giờ nó chỉ còn 16 bit và 48kHz mà thôi. Nó không thể lên được là 2448 hoặc là 2496 như là cái con GSX 1000 cái phiên bản đầu tiên. Với chất âm thanh thì mình đánh giá là hai con đấy nó sẽ xem nhau. Tuy nhiên thì cái con Gen 2 nó sẽ sử dụng cổng tai C này, có cái bitrate thấp hơn này. Và đây cũng là một cái con âm ly nó sử dụng để chơi game FPS rất là ngon, rất là nổi tiếng của Sennheiser rồi. Tiếp theo thì có thêm một cái phụ kiện nữa mà Nico đang sử dụng, đó chính là cái phần arm sleeve. Nico thì đeo arm sleeve ở cả tay phải và tay trái luôn. Và cái bộ arm sleeve mà Nico sử dụng ấy, nó đến từ Pulsa. Có khá nhiều bạn cũng thắc mắc và hỏi mình là về cái trải nghiệm sử dụng arm sleeve thì nó như nào, và nó sẽ có kiểu bị cấn tay hay là gì hay không. Thì mình cũng là một người sử dụng arm sleeve khá là lâu rồi với cái con của Pulsa. Thì mình thấy là với cái việc mà các bạn đeo arm sleeve ấy, nó sẽ hạn chế đi được cái phần là có một số mỗi lót chuột này. Khi mà chúng ta ở trong cái khoảng thời gian là nóng ẩm ấy, thì một số bộ pad nó sẽ bị ẩm này, nó bị rít và nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới cái phần trải nghiệm di. Và kể cả những bạn chơi điện tử mà kiểu không có điều hòa nữa ấy, thì khi mà chúng ta chơi bằng cả cánh tay ấy, thì cánh tay nó sẽ kiểu áp đặt lên cả cái phần mềm pad này, dẫn đến là cái phần này nó ra mồ hôi, thì ra mồ hôi thì dĩ nhiên nó lại bị rít và nó sẽ khó là di rồi. Vậy nên là để sử dụng một cái con arm sleeve tới từ Pulsa, nó sẽ hỗ trợ và nó sẽ giảm thiểu đi được phần nào cái trải nghiệm sử dụng của các bạn. Ở cái phần arm sleeve này mình thấy là nó rất là hữu hiệu khi mà các bạn sử dụng ở trên bình bắt kính nữa. Bắt kính khi mà ra mồ hôi thì phải nó rất là đặc biệt, rất là khó chơi luôn. Nên là để nói về trải nghiệm của những cái chiếc arm sleeve ấy, mình thấy là đây là một cái phụ kiện mà các bạn thật sự ấy, có thì càng tốt, còn không có thì cũng không sao cả. Tuy nhiên thì cũng phải tùy vào cơ địa và tùy vào môi trường nữa. Và mình thấy là cái thời điểm này để các bạn sắm một con arm sleeve ngon thì nó cũng không phải là quá khó đâu. Chỉ khoảng tầm độ loanh quanh 500.000 là đã mua được một con arm của Pulsa rồi. Chất lượng vải ok, co giãn tốt và nó sẽ có nhiều size để lựa chọn nữa. Và cái màn hình thì sao? Mình chỉ nói ngắn gọn thôi là những cái tuyển thủ CS2 bây giờ, kể cả là Nico, thì đều sử dụng cho mình cái con màn hình là XN2560K quốc dân. Con này có DAC 2 này, có 360MHz này, tấm nền FastTN này. Nó rất là cơ bản thôi và mình cũng không cần phải chia sẻ quá nhiều nữa rồi. Đây là một con màn hình FPS quốc dân mà mỗi người try hard thì sẽ rất là thích. Với cái mức giá của con 2560K khoảng tầm từ 15 đến 16 triệu, dễ tiếp cận hơn so với cả là thời gian đầu ra mắt, thì đây là một cái món không thể thiếu ở trong setup được. Và BenQ thì bây giờ cũng đã leak khá nhiều những cái ảnh và thông tin về con XL2560X cộng rồi. Cái con 2560X thì nó sẽ có tầm nền là FastTN này, sử dụng cái DAC 2 và thêm một cái nữa là 400Hz tần số quét. Thì trong thời gian tới mình cũng sẽ đem cho các bạn bài review và đánh giá chi tiết về con màn hình đó. Cuối cùng là một cái bonus thêm thì sao? Các bạn đã biết là Rico vừa mới vô địch cái giải Blast Premier 4 Final rồi và sử dụng để ngồi cho hát này, để đấm bàn thì Nico cũng đang ngồi cho mình một con ghế là Blacklight. Ở trên mình đây thì đó, như các bạn thấy mình cũng đã sử dụng một con ghế Blacklight giống như ở Nico luôn. Khi mà mình ngồi cái con ghế Blacklight này, mình sử dụng để chơi game trải nghiệm hàng ngày, mình thấy là cái chỉnh của mình nó được cải thiện đấy. Những cái tình huống mà mình quan tác này, mình bắn DE, cảm giác là bây giờ mình như kiểu là Nico nhập luôn. Nên là nếu như các bạn mà muốn tham khảo cái sản phẩm ghế Blacklight Gaming này thì hãy đến với chúng mình là TechSpay Việt Nam để có thể trải nghiệm và sử dụng con ghế này nhá. Rồi, và trên đây là những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn về gaming gear mà Nico đang sử dụng hàng ngày ở trong livestream cũng như là khi mà sử dụng trên giải đấu. Nếu như các bạn biết thêm một player nào hay nữa thì hãy để lại cho chúng mình ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Peace.